Bây giờ xin mời bà con mình nghe hồi ký phóng sự chiến trường mùa hè đỏ lửa của tác giả Phan Nhật Nam. Chương 1. Lời tác giả. Mùa hè, những cơn mưa bất chợt ùng ùng kéo đến, ào ạt chụp xuống núi rừng Công Tum Pleiku. Trời thoắt trở lại xanh cao khi mưa dứt, nắng hanh vàng ấm trong không khí gay gay lạnh. Những đồi cỏ xanh dọc quốc lộ 14 bắt đầu óng mượt, cánh cỏ non lớn dài phơi phới dưới sau trận mưa đầu mùa, và thung lũng xa vàng rực rỡ hướng dương. Không khí, gió, trời mây và cỏ cây thay đổi hẳn, mới mẻ toàn khối, toàn sắc. Vùng cao nguyên lộng lẫy triền miên với từng hạt nắng vàng ối tan vỡ trên đồng cỏ xôn xao gió thổi. Mùa hè, gió lào miền Quảng Trị, Thừa Thiên thổi từng luồng từng chập, đưa con trốt chạy lừng lững trên cánh đồng cát chói chang. Những đồi hoa sim, hoa vũ dẻ trung rinh bốc khói dưới mặt trời hạ chí, dọc nước sông Hương, sông Đào, sông Bồ, Mỹ Chánh thạch hãn đục hơn, thẫm màu hơn, lăn tăn từng sợi sóng nhỏ, len lỏi khó khăn qua kẽ đá, bãi cát, chậm chậm chạy về phía Tam Giang, cuốn trôi theo đám lá tre già khô úa. Mùa hè, những con đường thành nội Huế, lốm đốm ánh trăng xuyên qua cành lá, cô gái chuyển tấm lưng sau lớp tóc dày, dày kính, nâng khối tóc xông xao lên khỏi chiếc gáy, để cơn gió ngắn len qua hàng rào chè xanh, thổi khô đi lớp mồ hôi rịn trên những lông tơ nõn. Mùa hè, mưa rào tăm tắp đổ xuống kín trời An Lộc, chập trùng ẩn hiện, những thân cây cao su nhò vào nền trời xám tối, khu rừng biến thành khối đêm đen trong khoảnh khắc. Khối đen chuyển dịch, vẫy vùng ào ạt theo từng cơn gió lốc. Mưa tan, trời tạnh, ánh trăng lạnh nhô lên từ phương Tây, cuối bình nguyên lồng lộng. Núi Bà Đen ẩn một nét đen thẫm thần bí trên nền trời xanh ánh trăng, và đàn nai bắt đầu tung tăng từ đầu nguồn cuối lập. Đàn nai chạy vung vút qua rừng cây, trên đồng cỏ mượt sống, chạy và ngừng lại bếp mấy tiếng âm u cùng ánh trăng chập chờn trên sóng cỏ. Mùa hè, mùa đẹp đẽ, tươi gắt, căng sức sống, ngày ngày nỗ lực trên mặt nước loáng ánh nắng hay đồng lúa nặng hạt, hạt ngọc của trời, và người dân cất cao tiếng hò. Được mùa chớ phụ môn khoai, đến năm Thân Dậu lấy ai bạn cùng. Tiếng hò chạy dài trên lúa, theo cơn gió đưa ra đến đầu gần, cuối cửa sông, tan biến vào cùng sóng nhỏ. Trên mặt nước, con đò xuôi về thế chí Đại Lộc dọc phá Tam Giang, lại vang dội một giọng hò khác, phản phất nét tàn tạ bi thảm của hơi nam ai thê thiết. Hò ơi, ai về Đại Lộc, ai vượt Kế Mông? Đã từ lâu, lâu lắm, người dân của ba miền đã qua những mùa hè trong cạn đáy khắc khoải, để hy vọng tiếp tục đời sống với mơ ước chỉ đầy chén cơm. Nhưng mùa hè năm nay, 1972, tất cả hy vọng và mơ ước nhỏ nhoi tội nghiệp kia tan vỡ trong tận cùng kinh ngạc. Bao năm qua, chiến tranh đã quá nặng độ, chiến tranh quá dài, dài thê thảm, dài đau đớn tràn ngập. Người dân Việt mong mỏi đi qua thêm một mùa, một năm, chiến tranh lắng dịu và được sống sót. Nhưng 30 tháng 3 ở Đông Hà, 24 tháng 4 ở Tân Cảnh, 7 tháng 4 ở An Lộc, 1 tháng 5 cho Huế và Quảng Trị, Hoài Ân, Tam Quan, Bồng Sơn, Bình Giả, Đất Đỏ, toàn thể những địa danh nơi hốc núi đầu rừng, cuối khe suối tận con đường, tất cả đều bốc cháy, cháy hừng hực, cháy cực độ. Mùa hè 1972, trên thôn xóm và thị trấn của ba miền đồng bốc cháy một thứ lửa nhân tạo, nóng hơn, mạnh hơn, tàn khốc gấp ngàn lần, vạn lần khối lửa mặt trời sát mặt, lửa ngục ngục, lửa bừng bừng, lửa kêu tiếng lớn đại pháo, lửa lép bép nước nở thịt da người nung chín, lửa kéo dài qua đêm.
lửa bốc khói mờ trời khi ngày sáng, lửa gào chêm tiếng khóc của người, lửa hốt hoảng khi cái chết chạm mặt, lửa dậy mùi thay ma, lửa tử khí trùng trùng giăng kín quê hương thê thảm khốn cùng. Kinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn Bảo Tố, phá nát hơn Hồng Thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện. Mùa hè cối đáy điêu linh, dân tộc ta sao nợ quá đọa đầy. Ba sư đoàn bộ binh 304, 308, 324B cùng 6 trung đoàn địa phương của khu 5, 3 trung đoàn chiến xa, 2 trung đoàn đặc công và 1 sư đoàn pháo nặng 130 ly cho mặt trận Trị Thiên. Ba sư đoàn 5, 7, 9 tăng cường sư đoàn Bình Long, 2 trung đoàn 202 và 203 chiến xa được yểm trợ bởi 1 sư đoàn pháo nặng tại mặt trận An Lộc. Hai sư đoàn 320 thép và sao vàng, một trung đoàn chiến xa tấn công vào Tân Cảnh, Công Tâm. Hướng tiến được dọn đường bởi một trung đoàn pháo đặt từ trận Big Mama Mountain, vùng ba biên giới Việt Miên Lào. Cộng quân chơi trò chơi máu, mở đầu những ngày hè đỏ lửa. Trận cuối cùng để tìm kiếm kết thúc cho 10 năm chiến tranh, giải phóng cạn lực sau tổng công kích thất bại Mậu Thân 1968. Quân ta phải chống lại, chống giữ để tự vệ, chống trả nơi biên giới cuối cùng, tự do hay nô lệ, sống hoặc chết. Trận đấu quyết tử và trận chiến cực điểm, 3 tháng hay 100 ngày chiến trận, những kỷ lục chiến trường thay đổi từng nấc, từng bậc lớn, từ 2.000 quả đạn cho cứ điểm Trạc Ly, Công Tâm, đến 8.000 quả cho An Lộc, bắt quân đi bước tàn nhẫn không nương tay. Và quân dân miền Nam đồng đương cự với nỗ lực cao nhất tại điểm đứt hơi, điểm vỡ của chiến trận, chúng ta đã chiến đấu giữ vững và kiêu hùng chiến thắng. Hôm nay, ngày đầu tháng 8, cuộc đại chiến đã bước qua tháng thứ tư và có cơ kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng quân dân ta cắn răng, ngậm chặt, hứng hết tai họa, dựng đầy khổ nạn. Chịu thêm nữa cũng thế, đánh thêm nữa cũng được. Trong nguy nan, dân tộc biến thành thánh chịu nạn. Dân tộc kiêu dũng, quật cường, vượt qua, bất chấp tất cả để tồn tại. Ngọn lửa mùa hè 1972, nung độ nóng cao nhất trui rèn chúng ta. Người Việt Nam muốn sống đời đáng sống của người, người tự do. Được đi chứng kiến và dự phần vào ba mặt trận, ba vùng đất quê hương, người viết không mong gì hơn ghi lại một vài khía cạnh của cuộc chiến vĩ đại vượt mọi chiến tranh, mà phải một ủy ban quân sự trong thời gian dài mới có khả năng, điều kiện thâu tập và đúc kết toàn thể, vì chỉ ghi được biến cố qua một vài khía cạnh với những người đơn vị lâm chiến quen thuộc. Người viết xin tạ lỗi do những thiếu sót mà một cá nhân không thể nào tránh khỏi, và đã phải viết lại từ một khoảng ngày tháng quá gấp rút. Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tháng 6, 1998, mùa hè đất Mỹ. Chương 2, Trạc Ly, tên nghe quá lạ. Quả tình, nếu không có trận chiến mùa hè 1972, thì cũng chẳng ai biết đến Trạc Ly, vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập trùng vùng Tân Cảnh, Công Tâm. Trạc Ly, Cải Cách, 2C, đỉnh núi cao không quá 900 thước, trong xuống thung lũng sông Phô Cơ và đường 14, đông bắc là Tân Cảnh, với 12 cây số đường chim bay, đông nam là Công Tâm, thị trấn cực bắc vùng Tây Nguyên. Trạc Ly bị bao vây bởi căn cứ 5, căn cứ 6 ở phía Bắc, những mục tiêu quân sự nổi tiếng, những vị trí then chốt giữ cửa ngõ vào Tân Cảnh, mà bao nhiêu năm qua, bao nhiêu mùa hè, mùa mưa rào, báo chí hàng ngày trong và ngoài nước phải nhắc tới khi những hạt mưa đầu mùa rơi xuống vùng núi non, cạnh sườn cực Tây địa giới nước Nam. Năm nay, sau bao nhiêu lần thử thách từ mùa mưa 1971 qua đầu xuân 1972,
Bắc quân vẫn không vượt qua được cửa ngõ hai căn cứ số 5, số 6. Thế nên cộng quân đổi hướng tiến, lòn sâu xuống phía nam hai căn cứ trên để tiếp tục sự nghiệp giải phóng với mục tiêu cố định Tân Cảnh, các đường 14. Vòng đai lữ đoàn 2 nhảy dù nằm về phía trái quốc lộ có hình cánh cung, bắt đầu bởi căn cứ Anh Dũng ở cực Bắc, đến Giang Kỳ hay Yên Thế, ngã lần xuống nam với Trạc Ly, Delta Hotel Metro và chót hết là Bắc Ninh. Phía đông Võ Định, nơi đặt bộ chỉ huy lữ đoàn, vòng đai này có nhiệm vụ che chở phía trái đường 14, phát hiện sự di chuyển từ đông sang tây của địch, song dùng phi pháo để tiêu diệt. Đây là lý thuyết chiến thuật, quan niệm hành quân của phía Cộng Hòa. Đối với mục tiêu và hướng tiến của phía Cộng sản, hằng bao nhiêu năm, nay địch thay đổi đường đi và quân ta lập vòng đai nhảy dù. Yankee, Trạc Ly, Delta bắt đầu được đặt tên để tiếp nhận định mệnh tàn khốc trong cuộc chiến trùng trùng. Đoạn sau kể về trận đánh ở Trạc Ly, trận đánh nhỏ có một tiểu đoàn nhảy dù, nhưng điển hình cho toàn thể bi hùng cực độ về người lính chiến Việt Nam. Đến đây, người gặp người. Đường mòn trên đất Lào khi chạy đến vùng ba biên giới phía đông cao nguyên Bolovan, chia ra hai nhánh. Nhánh thứ nhất từ Chavan đâm thẳng biên giới Lào-Việt xuyên qua dãy Chu Mon Rai để nhắm vào Đắc Tô. Nhánh thứ hai từ bản Texan qua trại Lệ Khánh và công tâm là mục tiêu cuối cùng của quan niệm chiến thuật Bắc quân. Phải chiếm giữ thị trấn cực Bắc này để làm bàn đạp lần tấn công Pleiku. Rồi từ đây tiến về phía đông xuống Bình Nguyên tỉnh Bình Định, gọi nhánh thứ nhất là nhánh Bắc và nhánh thứ nhì là nhánh Nam. Trong chiến dịch Xuân Hà 72 của mặt trận B3, chiến trường Tây Nguyên, đường rẽ phía Bắc được sử dụng từ đỉnh 1773 của núi Chu Mông Rê. Con đường không thể gọi là một nhánh nhỏ của đường mòn nữa, nhưng phải gọi nó là một bypass của cả một cải lộ tuyến phẳng phiu trơn láng, chạy ngoằn ngoèo qua các cao độ, đổ xuống những thung lũng hun hút của dãy Big Mama Mountain, rồi bò theo hướng đông đến tỉnh Ngọc Khung Kring. Đỉnh núi này cao quá, con đường phải quẹo qua trái, đi lên cao độ 960 và tạm dừng lại. Dừng lại vì phía đông, hướng trước mặt chỉ cách 10 cây số, con sông Poker dậy sóng, con sâm ầm đổ qua ghè đá, ào ào đi giữa rừng xanh núi đỏ. Bên kia sông quốc lộ 14 chỉ khoảng trên dưới 6 cây số và đầu con đường là Tân Cảnh, mục tiêu của bao chiến dịch từ ngày chiến tranh giải phóng bùng nổ. Đây rồi, nồi cơm điện National Day, Tân Cảnh hấp dẫn ngon lành như cô gái yếu đuối hớ hênh thụ động, nằm dưới thung lũng bát ngát ở đằng kia. Bộ đội ta tiến lên, nhưng không được nữa, con đường đã bị dừng lại. Và bộ đội ta dù được tùng thiết, dù được đại pháo dọn đường cũng phải dừng lại. Vì đỉnh 960 chính là bãi đáp C, là cứ điểm Trạc Ly và tiểu đoàn 11 nhảy dù đã xuống Landing Zone. Từ ngày 2 tháng 4, con cháu bác và đảng phải ngừng lại bố trí trận địa. Nỗ lực kinh khiếp kéo dài trên 50 cây số đường núi, từ ngã rẽ đất Lào phải dừng lại vì chẳng phải sức người ở đây. Người đã gặp nhau. Vực thấp, đỉnh cao, bạc núi xẻ đều, những con người cuồng tín vào tội nghiệp của miền Bắc đã làm được tất cả. Con đường núi của tướng Stilwell từ Miến Điện đến Trùng Khánh, Trung Quốc năm 1945, đã là một sự khủng khiếp. Đường xuyên sơn vạn dặm, dài thật dài, quanh co khúc khuỷu lớp lớp giữa núi rừng nhiệt đới. Con đường nổi tiếng đúng như tầm vóc và giá trị của nó. Cả nước Tàu sống bám vào cái ống cứu nguy thảm thực hung hút này. Vào thời điểm đầu Thế chiến, nước Tàu, đồng minh tuyệt vời cần thiết của người Mỹ dễ thương, cần phải sống để chống trợ trục Bá Linh, Đông Kinh. Con đường quả đáng tiền và đáng sợ, nhưng đường này làm bằng máy, dưới sự yểm trợ và che chở của các ông biển hảo hạng, những người lính công binh chiến đấu hãnh diện của Mỹ quốc giàu sang hùng mạnh. 50 cây số đường xuyên sơn của bộ đội ta thì khác hẳn. Bộ đội đào bằng tay trong đêm tối,
bộ đội lấp hố dưới tầm lưới lửa thép của B-52. Trên những dải thảm tử thần dày lành bom bi CPU, sức người và lòng cuồng tính ghê gớm đã vượt qua giới hạn, đấy không còn là người với thịt da biết mệt mỏi đau đớn, cũng không là người với trí óc biết nguy biến và sợ hãi. Bắc quân, khối người vô tri tội nghiệp, chìm đắm trong ảo tưởng và gian nguy triền miên. Con đường sản đạo vào đất bao thục tân thời, được hoàn thành từng phân từng thước. Bắc quân theo đó đi về đông. Nhưng đến đây, ở cao độ 960, người lính Bắc Việt không tiến được nữa vì đã gặp người. Người rất bình thường và giản dị. Người biết lo âu, sợ nguy biến. Người có ước mơ và ham muốn vụn vặt. Những người không thần thánh hóa lãnh tụ và tin tưởng Thiên Chúa cũng chỉ là bạn tâm tình. Nhưng đó cũng là những người lính đánh giặc tới nhất của quân lực miền Nam, chỉ huy bởi những sĩ quan miệt mài trên dưới 10 năm trận địa, những sĩ quan biết đánh hơi rất chính xác khả năng và ý định của đối phương. Bắc quân dừng lại giữa đường, ảo tưởng bị công phá và tan vỡ, họ gặp lính nhảy dù Việt Nam. Trận đánh trên cao điểm. Anh Năm, Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng 11 dù, bố quân hết sảy. Cứ điểm C hay chặt ly chính thống, cao độ 960 giao cho thằng 1, đại đội 1 do Thinh, trung úy khóa 25 Thủ Đức chỉ huy. Thinh trẻ tuổi đời lẫn tuổi lính, Thinh có vẻ yếu trước mắt mọi người vì Thinh đẹp trai. Đã đẹp trai tốt mà thì đánh giặc hơi yếu. Chẳng hiểu sao phần đông là như thế. Những anh có vẻ tài tử, ăn nói ngon lành, rỗng rãng thường hay lạnh cẳng. Nhưng nghĩ cho kỹ thì cũng công bằng thôi. Con người mà được cái này thì mất cái kia. Nhưng anh nằm dưới cái nhìn sắc sảo của con ó, kèm theo suy tư của phó mễ, đã chọn Thinh để giữ chặt ly. Vì cả hai người chỉ huy đều chắc một điều. Đây là một tay đua, loại liều. Thứ kết trẻ đang lên của trận địa. Thinh được lãnh hãnh diện nhất kiếm trấn ngại và những ngày sau, Thinh đã chứng tỏ người chỉ huy mình đã không nhầm lẫn. Phía bắc của C giao cho đại đội 3, do Hùng Mập làm đại đội trưởng. Hùng chỉ là đại quý thôi, nhưng người có đủ tác phong và khả năng để tiến xa hơn, vì người cũng là tay văn nghệ, lãnh tụ sinh viên. Có kích thước cơ thể và tính chất của tướng thắng, ông tướng sạch nhất của quân đội và cũng là ông tướng học giỏi nhất. Nhưng giờ này Hùng chỉ là symbol cấp tăng, nên cam phận dẫn quân lên trấn giữ phía bắc Trạc Ly, căng mình bẫy, đào hầm chờ con cháu bác. Những chiến sĩ Điện Biên cái con bà nhà nó, lúc xưa bố nó đánh Điện Biên chứ đâu phải nó hôm nay. Trong họ tôi có ông chú làm tiểu đoàn trưởng đánh cái Điện Biên khỉ gió kia. Bây giờ tụi nó là cái chó gì? Chẳng lẽ tôi là lính Tây cà lầu sao? Phần còn lại tiểu đoàn lên cao điểm 1020 hay C2, anh Năm bảo mệ. Mình giữ học lạc này vì phía Nam tao chắc toàn tụi nó. Lệnh hành quân bắt buộc mình phải giữ cửa thằng Trạc Ly. Kẹt lắm, trước sau gì nó cũng phải chiếm thằng Trạc Ly này. Và mình thì chỉ việc thủ. Bố khỉ, thôi đã xuống đây thì phải giữ chứ biết làm sao. Hôm đi họp hành quân được nhận tin tình báo từ quân đoàn, sư đoàn 320 đã rút về Tây vào đất Lào. Anh nằm yên chí đi, mình hơn tiền tụi nó. Mẹ chắc giọng. Nhưng thật ra tất cả chỉ là những câu nói bề mặt, phần trong đằng sau lý luận và phân tích, do những kinh nghiệm và nhạy cảm riêng về chiến trường. Mọi người đều có chung ý nghĩ, xong rồi mình đã lọt bẫy, bởi chiến tranh miền núi là chiến trường giữa những cao điểm, đành rằng C và C2 cũng là những cao độ, nhưng 960 và 1020 làm sao chế ngự được những đỉnh 1773, 1274, 1512 của rặng Big Mama Mountain và tiếp theo một dãy đường đỉnh Nam, rặng Chu Tô Sang và pháo binh của tụi nó. Pháo và kèm theo một rừng cối, gồm một hệ thống súng cối có đường kính từ 80 ly trở lên, hoặc sơn pháo bắn thẳng. Sự thông minh và tinh tế về chiến trường của toàn bộ sĩ quan tiểu đoàn ngừng lại ở đây. Họ không dám nghĩ thêm.
Phần lệnh hành quân đã giao cho họ một đỉnh núi trơ trọi, đầy sửa soạn vinh quang cùng cái chết. Họ chỉ có một đỉnh Trạc Ly đang hừng hực bốc hơi dưới nắng hè hạ chí trời Tây Nguyên. Định mệnh, sức mạnh khắc nghiệt khốn kiếp đã bắt phải như thế. Tiểu đoàn nhảy dù không còn khả năng chọn lựa, như cuối cùng cái chết thế nào rồi cũng phải tới, cho dù người lính Hằng chiến đấu quyết liệt bao nhiêu. Ngày sau, cứ điểm Delta ở phía nam bị đánh, đúng chiến thuật, lính ông Giáp tưới xuống một trận mưa pháo, cối và hỏa tiễn. Đêm thật dài, người ở Trạc Ly chờ đợi và theo dõi. Tiên sư tụi thằng mạnh, tiểu đoàn hai dù giữ Delta, bị rồi. Xem thử tụi nó đánh đấm ra sao. Bộ chỉ huy tiểu đoàn 11 dù trông mắt vào loa khuếch đại máy truyền tin để nghe kết quả. Trời sáng dần, Delta lấy lại được, quân ta thắng. Anh Năm nhìn mày. Mày thấy đấy, chúng sẽ chơi với mình cũng như cách này, chúng sẽ lấy kinh nghiệm ở Delta để dứt điểm mình. Toàn thể bộ chỉ huy im lặng, mọi người đều cố ý nghĩ chung. Bao giờ đến lượt mình? Bao giờ? Nhưng anh Năm không thụ động, con hổ dù bị nhốt trong chuồng vẫn còn nguyên phong độ, uy lực riêng. Không cần phải lý luận lâu lắc. Đây quyết định của anh. Mày đem hai thằng hai và bốn lên chiếm cho tao cái này. Anh chỉ vào một cao điểm ở Nam C2. Nếu chiếm được mình sẽ cho một thằng lên giữ nó. Mình đã bị phân tán mỏng thì cho mỏng luôn. Càng mỏng càng tốt, tránh được pháo, đỡ bị tụi nó vây. Mày nghe chưa? Mấy gật đầu. Anh Năm thấy nó cũng chung ý nghĩ, đã vào bẫy thì tìm cách thoát ra. Một đỉnh núi không thể là vị trí cố thủ. Tôi nghe anh rõ, mày trả lời. Trời vừa sáng, mày quay bảo hại sĩ quan trưởng ban ba. Ông cho hai thằng, hai bốn, chuẩn bị, mình đi làm ăn, không thể ngồi đợi tụi nó tới đây rút rỉa cấu xé được. Ba đợt xung phong không thành, bắt quân quả không dại dột, bỏ vị trí rất nhiều ưu điểm, cũng bởi sườn quá dốc. Quân ta dù can trường, dùng tay lẫn chân cũng không thể nào chạy qua được hàng lưới lửa của 12 ly 7 hoặc sân pháo 75 ly bắn thẳng. Cho thằng Mỹ lui, anh Năm bảo hại, trán cao lại, anh nhìn xuống đất gỡ kính, chớp mắt, nói nhỏ sau tiếng chặt lưỡi. Mình bị một con dao đâm lúc cán vào lưng. Những ngày sau tương đối bình yên, hàng ngày các đại đội tung các đứa con ra xa lục soát. Chỉ trừ đường về phía nam, nơi tụi khốn nạn đang chui trong núi, làm sao móc chúng ra được. Thả bom xuống hàng ngày, nhưng chỉ là bom miễn. Mẹ, hầm tụi nó đào theo chữ U, hoặc cái con cu gì gì mà làm sao bom lách vào được. Anh Năm đi lại trên đỉnh đồi nhìn bốn hướng trùng trùng và xa xa trong ánh nắng về phía tây, cuối con đường trong vùng núi lớn có lớp bụi mù. Xe chúng nó, tăng hai cái mọi xe của tụi nó, bom bom, gọi lữ đoàn hải. Để em gọi, nhưng Molotov chứ đâu phải gây mờ xây anh lắm. Thì đấy là gây mờ xây của Nga, mày biết mẹ gì? Đằng em thì bao giờ cũng chẳng biết mẹ gì, anh Năm vốn hay phủ đầu như vậy. Nhưng đấy chỉ là một cách nói, bởi anh rõ ưu điểm của từng người như một máy ghi âm cực tốt. Máy bay ta ào tới, con đĩ lan 19 lượn một vòng trên vùng chỉ định, cho ra một trái khói. Khu trục nhào xuống tiếp theo, bom nổ dâng cọc khói lên cao. Tiên sư bom ném thì hay, nhưng sợ tụi nó trốn rồi. Nó lại không trốn luôn mà quay trở lui về phía mình thì bỏ mẹ. Sau cơn bom khói bay lên không trung, qua bóng nắng đằng xa thung lũng lại có lớp bụi mới bồi từng chập. Tăng, tăng, tăng nữa, đông quá, tụi nó chưa bị. Tiên sư, nó trốn ở đâu nhỉ? Trên đồi cao, anh Năm đứng im như con báo nhìn lũ xài lang tiến tới hằng hằng lớp lớp. Làm gì được bây giờ, không lẽ xin thêm phi tuần khu trục? Ngày 11, trận địa pháo bắt đầu. Pháo thật sự có 122 và 130 ly ào ào trút xuống C1, C2, C3. Không phải từng trái, nhưng từng chùm, từng lọt. 1, 2, 3, hãy cố gắng đếm. Mày làm cái gì thế, điên sao em? Anh Năm vừa hỏi vừa cười. Mình gắn đếm để báo cáo cho chính xác. Thế thì mày phải đếm hàng chục một chục hai chục. Tụi nó đâu có đi tiền lẻ. Tụi nó chơi tôi. Thinh ở Trạc Ly báo cáo qua máy. Mày giữ nổi không? Anh Năm cướp ống liên hộp máy truyền tin trên tay Hải. Trình đích thân suy là tôi giữ được. Xin cho pháo mình nổ gần tôi thêm chút nữa. Pháo căn cứ hỏa lực Võ Định, nơi đặt bộ chỉ huy lữ đoàn bắn tới trước.
rơi xuống sườn phía đông Trạc Ly. Đạn 105 và 155 nổ từng trái một, khói bụi tung lên trông rõ. Mẹ bắn gì quý phái vậy? Nó tấn công chính diện ở phía Tây, mày xin pháo căn cứ 5 bắn xuống dễ ăn hơn. Hải bóc 3-4 cái máy truyền tin một lúc, năm ngón tay chuyên so nặng, di chuyển trên dàn ống liên hợp lẻ như chớp. Thằng này gọi là Hải khiều cũng phải, nó khiều cái gì đúng cái đó. Anh Năm phía câu khôi hài đúng lúc, Hải nhơ mắt cười thích chí. Pháo căn cứ 5 và 2 căn cứ Sơn Tây mạnh mẽ cùng ào xuống, quay quanh Trạc Ly vòng đai lửa. Đấy, đấy, phải như thế mới được. Anh Năm gật gù tán dương, đồng lúc tiếng thinh vang vang qua loa khuếch đại. Trịch đất thân cứ cho gà, nó đá như thế, em đánh tụi nó da ra như đuổi con nít. Tốt tốt, cho gần hơn 50 thước đỡ thì tốt hơn, ngay trên tuyến ăn cũng được. 45 phút sau, pháo im bặt, cả ta lẫn cổ địch. Anh Năm lên hầm trong ống dòm xem lại đại đội một bên đồi C lục soát chiến trường. Súng và sắt bộ đội cộng sản nằm lên khênh chật kín đồi đất đỏ. Ôi, nó đánh thằng một là để giật chơi thôi, cứu dứt sẽ dưới mình. Trung tá ơi, trên họ không tin nó pháo mình bằng 130 ly. Hải báo cáo giọng mỉa mai. Cái gì? Anh Năm chỉ gắt được một tiếng. Như thế là người đang nổi cáo. Trường hợp này vốn rất ít vì anh vốn trầm tĩnh. Sự giận chỉ đến sao chót khi đã cuối cùng chịu đựng. Họ bảo mày sao? Chữ họ được gằn xuống khinh thị. Họ bảo mình kiếm ảnh 130 ly để gửi về. Chữ họ thứ hai qua cách nói của Hải cũng đắng cay không kém. Đến đây mà kiếm, muốn thấy súng của chúng thì cũng đến đây. Bao nhiêu thế này không lẽ là quản báo cáo láo sao? Anh đá một hòn đất tung bậy. Mẹ, nó xài toàn đạn đề lê mới thấy này đây. Câu nói ngắn đau đớn của niềm phẫn nộ tuyệt vọng. Cho sửa sang hầm hố, ngày mai gì tụi nó cũng chơi lại. Trước khi bước đi, anh quay sang Hải dặn thêm. Mày trình với lữ đoàn để nói với quân đoàn đây là đạn 130 ly thật. 130 ly xuyên phá, mày bảo tao nói thế. Đêm xuống thật mau, đêm của núi rừng thẳm màu và đầy bóng tối đe dọa. Sau trên cao lấp lánh, sương mù đùng lớp. Đêm như có hình khối chuyển dịch. Đêm chất chứa che giấu hàng ngàn sinh vật đang bò dần vào cứ điểm. Đêm cũng vô cùng im lặng, nhưng nỗi im lặng kinh dị như khoảng cách từ khi viên đạn ra khỏi nòng súng và sắp sửa chui xuống máy hầm, hố phòng thủ. Trong bóng tối, mấy trăm con người trên ba cứ điểm dựng đứng đôi mắt xuyên thủng qua bóng tối và chờ. Ngủ chỉ là khoảng cách ngắn để đôi mắt khép lại, đầu gục xuống, xong giật mình tỉnh giấc với nỗi lo lắng. Như vừa qua cơn mây thiếp dài, và trong khoảnh khắc dài thăm thẳm chóng vánh này, hình như quân địch đã tiến sát gần hơn. Tiểu đoàn 11 dù qua đêm trong chập chờn sắc bút, với cảm giác viên đạn vô hình đang bay thẳng vào mặt. Có rắn hồng bên kia núi, ngày đã tới, ánh sáng đẹp âm vang hân hoan, như ân huệ nồng nàn vừa được sống sót qua thêm một đêm. Mùa hè đỏ lửa tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai.